bản tin thị trường ngày 3 tháng 10 năm 2023. Không thể giữ được mốc 1.150, Việt Nam Index rơi mạnh 37 điểm. Áp lực bán xuyên suốt phiên đã khiến cho Việt Nam Index liên tục mất điểm, giảm về dưới khu vực 1.120. Tiếp tục chịu áp lực lớn từ phe bán, Việt Nam Index chìm trong sắc đỏ với hơn 400 cổ phiếu giảm điểm ở tất cả các nhóm ngành. Tâm lý của nhà đầu tư tương đối tiêu cực, thể hiện rõ ràng thông qua việc sụt giảm mạnh của thanh khoản và lực cầu chủ động gần như không xuất hiện. Theo thống kê, tính đến hết phiên sáng, tổng thanh khoản bán chủ động chiếm gần như toàn bộ tổng thanh khoản của thị trường với tỷ lệ lên đến 96,5%. Trong đó, nhóm cổ phiếu chứng khoán và thép là hai nhóm ngành có diễn biến tiêu cực nhất, với mức giảm lần lượt là 6,6% và 5,2%. Phiên chiều tiếp tục ghi nhận áp lực bán lớn và đã có những thời điểm xuất hiện hành động bán tháo cổ phiếu khiến cho nhiều mã giảm sàn. Thêm vào đó, việc khối ngoại tiếp tục đẩy mạnh bán ròng xuyên suốt phiên với thanh khoản 164 tỷ cũng là điểm trừ của phiên giao dịch, tập trung bán CTG, HSG, VCG. Kết phiên, Việt Nam Index giảm 37,15 điểm, tương đương 3,22%, xuống 1.118,10. Tương tự Việt Nam Index, HNX Index đóng cửa tại 226,68, giảm 10,04 điểm. Về góc nhìn kỹ thuật, Việt Nam Index kết phiên hình thành nến đỏ giảm điểm. Lấy đi hết nỗ lực phục hồi của các phiên trước và giảm dưới khu vực hỗ trợ đáy cũ quanh 1.230. Ở khung đồ thị này, hai chỉ báo MACD và RSI vẫn đang hướng xuống tiêu cực và chưa có dấu hiệu tạo đáy. Thêm vào đó, chỉ báo AJX và Di Trừ vẫn đang có xu hướng dâng cao, cho thấy áp lực bán mạnh vẫn còn có thể tiếp diễn trong ngắn hạn. Theo thang đo Fibonacci mở rộng, nếu áp lực tiếp tục đè nặng, Việt Nam Index hoàn toàn có thể giảm về khu vực 1.100-1.110 tương ứng với 210.382 và 0.5. Chúng tôi khuyến nghị các nhà đầu tư chủ động nâng cao tỷ trọng tiền mặt. Chỉ duy trì tỷ trọng cổ phiếu từ 10%-20% tài khoản. Cơ cấu thu gọn lại danh mục và bán giảm những cổ phiếu đã có xu hướng đánh mất vùng hỗ trợ. Cảm ơn sự quan tâm và lắng nghe của các bạn. Hãy nhớ đăng ký, like, share để sớm nhận được thông tin mới nhất. Nếu có thắc mắc xin để lại lời nhắn ở phần bình luận, chúng tôi sẽ sớm giải đáp cho các bạn. Trân trọng.